Các bạn nghĩ sao về CPU Intel Core i3 12100F? 12100F là một mẫu CPU có mức giá gần 3 triệu đồng, vẫn sẽ là 4 nhân 8 luồng và xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 4.3 GHz. Điểm cải tiến trên thế hệ mới thế hệ thứ 12 là điều chắc chắn phải xảy ra. Đầu tiên, đó sẽ là về mặt tiến trình đã được hạ xuống từ 14 thành 10 nanomet, đồng nghĩa với việc là kích thước của bề mặt CPU đã được cải tiến lên. Socket thay vì là 1200 thì bây giờ đã là 1700. Bề mặt từ hình vuông bây giờ đã là hình chữ nhật. Và việc CPU lớn hơn thì đồng nghĩa với việc là cái kích thước cái bề mặt tỏa nhiệt ra cũng lớn hơn. Qua đó thì cái hiệu năng tản nhiệt trên thế hệ mới cũng sẽ tốt hơn khi so với thế hệ tiền nhiệm. Và việc tốt hơn về mặt vật lý như vậy đã là một điều tốt rồi. Và để đảm bảo điều đó tốt hơn thì hệ thống tản nhiệt stop của Intel cũng đã được cải tiến hơn. Thì ở đây mình đang có một hệ thống tản nhiệt stop của Intel. Thông thường thì đối với thế hệ Intel Core i3 thì sẽ khó được cải tiến luôn. Họ sẽ cải tiến từ Intel Core i5, i7 trước hoặc là i9 và sau đó thế hệ tiếp theo với cải tiến lên i3. Thì đối với i3 ở đây thì họ đã có Intel ấy, đã cho đồng bộ hết mọi thứ rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một hệ thống tản nhiệt stop màu đen và có lõi đồng. Tất nhiên thì so với thế hệ i3, thế hệ thứ 10 refresh đấy cũng đã có rồi, nhưng đây chúng ta có một cái thiết kế mới hoàn toàn và các bạn có thể nhìn thấy đây là một dòng thiết kế đời mới. Về mặt thẩm mỹ sẽ là cảm quan mỗi người thôi. Cá nhân mình thì mình vẫn thích thế hệ cũ hơn, nó mang cho mình cái nét gọi là đặc trưng riêng rồi của Intel, nhưng đối với những cái sự cải tiến là một điều gọi là không thể tránh được. Bây giờ chúng ta rất cần những cái sự cải tiến trên những sản phẩm đời mới. Thì đây là về cái phần cái cách tiếp xúc, thì cái lý do được chuyển đổi như này thì mình nghĩ liên quan đến việc là về lâu về dài. Mặc dù là thế hệ cũ, thế hệ tản nhiệt cũ sẽ cho chúng ta một chút cái hoài niệm, nhưng khi mà những hệ thống tản nhiệt đấy sử dụng trong một thời gian dài và cái nhiệt độ tỏa ra thì sẽ khiến cho những cái chốt nó sẽ bị giòn, và qua đấy thì khi các bạn rút ra và việc cắm vào thì rất dễ xảy ra cái tình trạng gọi là vỡ luôn những cái ngàm này, và mình đã bị rồi. Thế nên cái việc cải tiến, thật ra không phải cải tiến đâu, quay về cái thiết kế ngày xưa ấy đúng hơn, những cái thời mà 77 75 ấy đã dùng cái kiểu socket như này rồi, cái kiểu thiết kế như này thì sẽ giúp cho sản phẩm có độ bền được tốt hơn. Thì cái bề mặt của CPU mình nghĩ là đây sẽ không phủ kín được bề mặt của CPU, như các bạn đã nhìn thấy ở đây đấy, nó chỉ có một bầu hình tròn thôi, mà trong khi bề mặt của CPU là bề mặt hình chữ nhật rất to. Nhưng mà chúng ta phải test thì mới thấy được cái hiệu quả, thì mình cũng sẽ có tư vấn luôn dành cho các bạn là nếu như bạn nào mà bị gọi là nghẽn thủ ấy, tức là bị nhiệt thủ, tức là chỉ quan tâm đến nhiệt độ của CPU của bạn phải mát, thì hoàn toàn có thể cân nhắc để lựa chọn những cái hệ thống tản nhiệt có mức giá khoảng 300-400 nghìn là đã rất thừa dành cho CPU Intel Core i3 rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nói đến cái yếu tố đó là những người không cần phải đầu tư, họ dùng sẵn luôn tản nhiệt stop thì hiệu quả mang lại sẽ là như thế nào. Thì mình sẽ stress test CPU với đó phần mềm có chức năng Prime 95, và mình sẽ có lý trước với các bạn là để việc các bạn sử dụng thông thường, kể cả các bạn có render trên mẫu CPU có 4 nhân này, để được gọi là nặng như Prime 95 là một điều cực kỳ khó xảy ra, và điều đấy thì gần như là điều không thể. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải stress test thì để xem CPU sẽ như nào. Thì nhiệt độ cao nhất mà CPU có thể đạt được là khoảng 79 độ C trong nhiệt độ phòng là khoảng 26 độ C và mình mở nắp cây nhá. Thì đấy, thì mọi người tùy vào cái cảm quan mỗi người thôi. 79 độ C mà stress test gọi là hết mức tầm có thể không phải là một mức nhiệt cao dành cho tản nhiệt stop, mà tản nhiệt còn không phủ kín bề mặt đấy nhá. Và còn nếu như các bạn chơi game thì nhiệt độ sẽ khoảng chừng 60 độ C, vẫn là mức nhiệt ok dành cho cái nhu cầu sử dụng thông thường, chuyên game thôi. Và cái mức điện năng tiêu thụ của CPU, anh biết bao nhiêu không? Sẽ bật mí luôn nhé, khoảng chừng 60 W điện, tức là hệ thống tản stop này vẫn có thể gánh được. Mình nhớ không nhầm thì cái heat sink thì vẫn vậy rồi, quạt thì vẫn xem như vậy, thì cái TDP mà cái mẫu tản nhiệt này có thể gánh được rơi vào khoảng chừng 85 W hay 65 W gì đấy, vẫn thoải mái để gánh được CPU Intel Core i3. Tiết kiệm thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tản nhiệt stop, và để có thể cắm được CPU lên thì chúng ta cần bo mạch chủ. Cách đây một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta chỉ có hệ thống bo mạch chủ dòng Z thôi, bây giờ chúng ta đã có dòng khắt rồi. Thì ở đây mình đang có một mẫu bo mạch chủ đến từ Gigabyte, thì đây là H610MHDR4. Thì đối với những cái dòng bo mạch chủ thế hệ mới, bạn biết không, là hỗ trợ RAM DDR4 là điều chắc chắn rồi. Nhưng CPU Intel Core i3 12100F có hỗ trợ cả RAM DDR5. Tuy nhiên thì muốn sử dụng RAM DDR5 thì các bạn sẽ phải sử dụng những mẫu bo mạch chủ dòng Z khá là cao đấy. Thế nên theo mình, sử dụng những mẫu bo mạch chủ hỗ trợ RAM DDR4 như này thì đã là một sự lựa chọn rất là tốt rồi. Với CPU Intel Core i3 thì những cái mẫu bo mạch chủ dòng H thì các bạn có lo vấn đề về nhiệt hay không? Khi mà khu vực VRM không được trang bị hệ thống tản nhiệt
thì mình đã có đo cái mức nhiệt độ tỏa ra khu VRM. Khi mà CPU full load thì cái nhiệt độ cao nhất thì rơi vào khoảng chừng 64 độ C, tức là vẫn rất mát so với khả năng của cái bo mạch chủ này. Các bạn đừng nghĩ 64 độ C cho khu VRM tỏa ra là nóng nhá, không hề nóng một chút nào đâu. Đấy là một nhiệt độ mình thấy là rất mát dành cho CPU Intel Core i3. Tất nhiên thì đây là một dòng bo mạch chủ H610, có thể nói là mức giá siêu rẻ rồi, nhưng chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ những gì mà một người dùng thông thường cần. Chúng ta có khe DDR2 này, chúng ta có hai khe RAM này, chúng ta có một khe PCIe X16 và một khe X1. Những cái thành phần khác như cổng kết nối vẫn rất đầy đủ. Thì với hai khe RAM thì mình sẽ khuyên các bạn là trang bị luôn, đó chính là hai thanh RAM 8GB với tổng dung lượng 16GB là đã có thể đảm bảo cho tất cả nhu cầu từ chơi game cho đến làm việc đa nhiệm rồi. Và thành phần các bạn không thể thiếu, các bạn đang quan tâm ở đây, đó chính là về phần card đồ họa. Card đồ họa thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái mẫu mã hiện tại từ dòng GTX hay lên RTX, nhưng với khoảng giá mình mang tới là khoảng từ 14 đến 15 triệu đồng thì chắc chắn RTX 2060 6GB VRAM sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tốt ở trong phân khúc, và chắc chắn sẽ không xảy ra cái hiện tượng nghẽn cổ chai khi các bạn chơi game trên độ phân giải Full HD. Các bạn có thể nghĩ là CPU này có 4 nhân thôi mà cạc mạnh như này thì nghẽn cổ chai, nhưng mà nếu như các bạn nào mà quan tâm đến cái hiệu năng của CPU Intel Core i3 12100F thì cái hiệu năng mang lại của CPU khi so với tệ tiền nhiệm thì mình sẽ lấy luôn là một em Intel Core i5 10400, thì i3 12100F mạnh ngang với CPU Intel Core i5 10400 khi mà test trên Cinebench RX3, là các bạn có thể thấy được là đối với thế hệ mới cái hiện tượng nghẽn cổ chai ấy chỉ còn là trong sách giáo khoa thôi. Và tổng giá trị mình mang đến cho bộ PC ngày hôm nay là khoảng từ 24 đến 26 triệu đồng. Nếu như các bạn thắc mắc là tại sao một combo Intel Core i3 lại có mức giá cao đến như vậy thì phần nhiều giá trị sẽ đến từ card đồ họa, có những thành phần linh kiện khác thì đều có mức giá khá là ổn định theo thời gian. Và bây giờ sẽ là phần test game trên độ phân giải Full HD. Và cuối cùng, đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Các bạn đánh giá sao về dòng CPU Intel Core i3 thế hệ mới, liệu có phù hợp đối với nhu cầu cá nhân của các bạn hay không, và cái mức giá mang lại là gần 3 triệu cho một mẫu CPU có phải là mức giá tốt nhất? Ý kiến của các bạn hãy để ngay dưới bình luận của video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.